Khó khăn, Ủy ban Nhân dân xã Trung Giả đã tạo điều kiện cho mượn mảnh đất ngoài cánh đồng để dựng tạm căn nhà. Thế nhưng, nhà mới dựng lên chưa có điều kiện hoàn thiện, thì người con gái đã ra đi, để lại hai đứa con thơ cho người mẹ già. Không có được sự chăm sóc của cha, nay lại mất mẹ. Hai chị em Ngọc, Minh chỉ biết sống dựa vào bà, nay đã tuổi cao sức yếu. Bữa ăn nó thậm thội lắm, lúc nào nó cũng ấy khóc, nó bảo bà ơi, nếu mà còn mẹ con thì mẹ con còn mua được cái nõi kia, bây giờ có bà lại chân đau à, què này bà chả đi được chợ, thì bà cháu mình chỉ có xin nhà bà Biên thì bà nhỉ, bảo ừ, bây giờ bà hãy cho nó đi học về, nó bảo bà ơi, con lại ra nhà bà Biên con xin đỗ đây, chả có gì ăn. Tuổi còn quá nhỏ nên có lẽ cậu bé này không thể hiểu nỗi mất mát khi không còn mẹ ở bên. Bởi vậy, ước mơ về một ngôi nhà trọn vẹn tình yêu thương cả bố và mẹ vẫn luôn vẹn nguyên trong em, cho dù ước mơ đó đã quá xa xôi.